Đức Chúa Trời chỉ vì trong vương quốc và toàn vũ trụ, Ngài vừa là vua của vương quốc, Ngài vừa là đấng đứng đầu vũ trụ. Từ bây giờ trở đi, Đức Chúa Trời sẽ tập hợp tất cả những ai không được chọn lựa. Kể từ giờ phút này, Ngài sẽ bắt đầu thực hiện công tác giữa dân ngoại. Từ bây giờ trở đi, Ngài sẽ công bố những sắc lệnh quan trị của Ngài với toàn thể vũ trụ, hầu cho Ngài có thể thực hiện thành công bước công tác kế tiếp của Ngài. Từ bây giờ trở đi, Đức Chúa Trời sẽ dùng hình phạt để mở rộng công tác của Ngài giữa dân ngoại. Từ bây giờ trở đi, Ngài sẽ dùng vũ lực, sẽ dùng vũ lực chống lại mọi dân ngoại. Từ bây giờ trở đi, Ngài sẽ thực hiện điều này trong khi công tác giữa những người được chọn. Khi dân sự của Ngài cầm quyền, mọi người trên đất đã được chính phủ, Ngài sẽ nghỉ ngơi và xuất hiện với những người được chính phủ. Đức Chúa Trời chỉ vì trong vương quốc và toàn vũ trụ, Ngài vừa là vua của vương quốc, Ngài vừa là đấng đứng đầu vũ trụ. Ngài xuất hiện ở trong vương quốc thánh khiết và ẩn mình khỏi vùng đất đầy ô uế. Những ai được chinh phục và vâng lời Ngài đều có thể thấy được mặt Ngài. Chính mắt họ có thể thấy diện mạo của Ngài và chính tai họ nghe được tiếng Ngài. Chính là phước lành được định trước bởi Ngài cho ai sinh ra trong thời kỳ sau gió. Đức Chúa Trời chỉ vì trong vương quốc và toàn vũ trụ, Ngài vừa là vua của vương quốc, sẽ là ngày mà tất cả mọi người đều sẽ bị hành phạt. Khi Ngài mở cuộn giấy ra, mọi người ở trên khắp thế giới đều phải chịu những thử luyện của Ngài. Khi Ngài mở cuộn giấy ra, công tác của Ngài sẽ đến đỉnh điểm, tất cả đều sẽ sống trong một vùng đất tối tăm. Tất cả mọi người đều sẽ sống một cuộc sống giữa mối đe dọa từ môi trường của mình. Đức Chúa Trời chỉ vì trong vương quốc và toàn vũ trụ, Ngài vừa là vua của vương quốc, Ngài vừa là đấng đứng đầu vũ trụ. Vì Ngài cứu